Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm 2022 nhằm đánh giá công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố và định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới. 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố đã chủ động tích cực định hướng thông tin, tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng, nhất là tuyên truyền định hướng thông tin cụ thể nhanh chóng kịp thời trong công tác phòng chống COVID-19 và tiêm vaccine phòng COVID-19. Lãnh đạo các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, có sự quan tâm đầu tư đáng kể về nhân lực, trang bị kỹ thuật cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Các đại diện cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn cho biết thời gian qua liên tục bám sát định hướng của thành phố, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được Ban Tuyên giáo Thành ủy quan tâm hỗ trợ, cung cấp thông tin nhanh, kịp thời cho các cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng xác định phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, rà soát, thực hiện đúng quy trình cấp phép đặt văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn.